Huấn luyện viên Chu tôi hiểu nỗi buồn của người hâm mộ Việt Nam. Trước khi rời Việt Nam, huấn luyện viên Philip Chu cho biết ông tiếc nuối khi không có đủ thời gian để thực hiện kế hoạch dài hơi như đã định, nhưng cũng hiểu việc phải ra đi khi đã khiến nhiều cổ động viên thất vọng. Sau hai trận thua liên tiếp trước Indonesia ở vòng loại 2 World Cup 2026 trong tháng 3, Chu bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam sa thải. Với chỉ 3 điểm qua 4 trận, Việt Nam hầu như không còn khả năng giành vé vào vòng loại thứ 3. Ở ASEAN Cup hồi đầu năm, đội bóng dưới sự dẫn dắt của Chusie cũng toàn thua Nhật Bản, Indonesia, Iraq và bị loại ngay vòng bảng. Tôi hiểu sự thất vọng của người hâm mộ Việt Nam, huấn luyện viên Chusie chia sẻ trước khi lên máy bay trở về Pháp tối ngày mùng 3 tháng 4. Khi tôi đến, họ đã đặt nhiều kỳ vọng vào tôi. Tôi rất tiếc khi không thể mang lại niềm vui cho mọi người. Tôi sẽ nhớ Việt Nam huấn luyện viên Chusie nổi danh từ thời làm việc ở châu Phi bên cạnh việc giúp U-20 Nhật Bản giành vị trí Á quân U-20 World Cup 1999, tuyển Nhật Bản vô địch ASEAN Cup 2000 rồi vào vòng 1 phần 8 World Cup 2002. Ông cũng hiểu biết về bóng đá Việt Nam khi làm giám đốc kỹ thuật của Trung tâm Đào tạo bóng đá PVF từ tháng 3 năm 2018. Trong giai đoạn 2019 đến 2021, ông còn dẫn dắt thêm U19 Việt Nam, giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á 2020. Vì vậy, sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo ra đi đầu năm 2023, VFF quyết định ký hợp đồng dài hạn với huấn luyện viên Chu Xie từ tháng 2 năm 2023 đến tháng 7 năm 2026, kèm mục tiêu giành quyền dự vòng chung kết World Cup 2026 khi đại hội tăng số đội tuyển tham dự từ 32 lên 48. Tuy nhiên, ông liên tục gây thất vọng. Với chỉ 4 chiến thắng qua 14 trận, Chu Xie có tỷ lệ thắng thấp nhất trong các đời huấn luyện viên ngoại từng dẫn dắt tuyển Việt Nam. 28,57%. Khi ông đến, Việt Nam đứng thứ 94 FIFA, nhưng hiện tại, đội tuyển đã rơi xuống thứ 105, thấp nhất trong nhiều năm. Ở cấp độ U23, ông và các học trò cũng thua Indonesia 2, 3 tại bán kết SEA Games 32 hồi tháng 5 năm 2023. Có thể tôi đã thất bại. Tôi rất tiếc khi không có đủ thời gian để thực hiện kế hoạch của mình. Tôi thực sự muốn xây dựng mục tiêu lâu dài cho bóng đá Việt Nam thành công trước đây của tôi đến từ đam mê chăm chỉ làm việc con đường dẫn đến thành công không phải là đường thẳng huấn luyện viên chu nói đồng thời giải thích thêm về bản kế hoạch dài hơi mang tên hãy mơ cùng nhau mà ông dự định áp dụng cho bóng đá việt nam với hy vọng có thể nâng tầm tiến tới sân chơi châu lục và world cup huấn luyện viên chu hy vọng sau khi chia tay ông bóng đá việt nam vẫn kiên trì với mục tiêu bước ra sân chơi thế giới ông nói không lẽ việt nam lại trở về với các sự kiện trong khu vực đông nam á chúng ta có thể thành công ở AFF Cup hay SEA Games. Nhưng khi đó Thái Lan hay các đối thủ khác không dùng quân mạnh nhất do cầu thủ của họ ở nước ngoài không trở về thi đấu vì những giải đấu như thế không thuộc FIFA. Thắng như vậy có vui không? Nhà cầm quân 69 tuổi cho biết thêm, sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, chữa trị vấn đề ở đầu gối khi trở về Pháp, chứ chưa tính đến thời điểm trở lại với công việc.